Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mặt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Seltos, một cái dòng xe crossover trong phân khúc hạng B của bên nhà Kia. Mà trong video ngày hôm nay, dịp cuối của tháng 8 năm 2021 này, Top KVN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giá lăn bánh mới nhất của Kia Seltos trong dịp cuối tháng. Ngoài ra, mình sẽ cập nhật cho các bạn về những cái chương trình ưu đãi về quà tặng mới nhất của Kia Seltos đến với những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang tìm hiểu về cái dòng xe gầm cao 5 chỗ giá rẻ hiện tại ở trên thị trường. Thì hiện tại Kia Seltos đang nằm trong cùng phân khúc với cả các dòng xe mà hoàn toàn anh chị khách hàng chúng ta có thể là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta có chiếc xe Hyundai Kona này, hay là chiếc xe Ford EcoSport, đây đều là ba những cái dòng xe hiện tại cũng rất là phổ thông và đang có cái khả năng phân phối trên thị trường cũng rất là ổn. Đặc biệt thì với Kia Seltos, ngay từ ngày đầu những cái thời điểm ra mắt thì cũng đã được đón nhận rất nhiều những ý kiến đánh giá tích cực từ khách hàng. Đặc biệt với cái vẻ ngoài ngoại thất được trang bị và cái kiểu dáng thiết kế nhìn rất là ưng mắt, bắt mắt và nó rất là hợp với cả thị hiếu của người Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì Kia Seltos cũng được trang bị những cái trang thiết bị option ở mức cũng rất là tương đối. Vậy thì mức giá lăn bánh mới nhất của Kia Seltos, cái dòng xe này thì hiện tại đang là như thế nào, thì mình sẽ cập nhật ngay và luôn đến với những khách hàng để chúng ta có thể là biết được cái tầm tài chính anh chị chúng ta cần bỏ ra bao nhiêu để quyết định lấy xe một cách hợp lý nhất. Với Kia Seltos thì hiện tại chúng ta đang được phân phối tổng cộng với 3 phiên bản quý anh chị các bạn ạ. Chúng ta sẽ có phiên bản 1.4 bản Deluxe, bản 1.4 bản Luxury và bản 1.4 bản Premium. Thì mình sẽ cập nhật bản Premium trước, bản cao cấp nhất trước các bạn nhé. Với bản Premium này thì hiện tại Kia Seltos đang có mức giá xe đang là 729 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. 729 triệu đồng. Nếu như mà lăn bánh phiên bản Premium bản cao cấp nhất này thì lăn bánh ở tỉnh quý anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 803 triệu đồng là anh chị đã có thể lăn bánh được rồi. Và lăn bánh ở Hà Nội thì các bạn sẽ cần là 836 triệu đồng. Và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 821 triệu đồng với Kia Seltos phiên bản 1.4 bản Premium. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 803, ở Hà Nội là 836 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 821 triệu đồng. Còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp Kia Seltos bản 1.4 bản Premium này thì quý khách hàng nếu mà ở tỉnh chúng ta sẽ cần bỏ ra là 236 triệu. Và anh chị nếu chúng ta mà ở Hà Nội thì các bạn sẽ cần bỏ ra là 269 triệu đồng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 254 triệu đồng để lăn bánh được Kia Seltos bản 1.4 bản cao nhất bản Premium. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 236, Hà Nội là 269 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 254 triệu đồng. Số tiền này đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ rồi. Có nghĩa rằng khi mà các bạn muốn mua trả góp chiếc xe Kia Seltos này với số tiền này, anh chị khách hàng chúng ta không phải bỏ thêm bất cứ một cái chi phí nào nữa quý anh chị các bạn nhé. Đó là chúng ta đi được phiên bản Premium rồi. Tiếp theo thì em sẽ sang cập nhật cho các bạn là phiên Kia Seltos phiên bản Luxury. Với bản Luxury này thì hiện tại các bạn đang có mức giá xe đang là 659 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. 659 triệu đồng. Thì với phiên bản này hiện tại nếu như mà lăn bánh ở tỉnh mình tính, quý khách hàng chúng ta sẽ cần bỏ ra là 726 triệu đồng để lăn bánh được. Ở Hà Nội thì quý anh chị các bạn chúng ta cần bỏ ra là 757 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 745 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại, với Kia Seltos nếu mà lăn bánh ở tỉnh bản Luxury sẽ là 726 triệu, ở Hà Nội là 757 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 745 triệu đồng. Còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp phiên bản Luxury này thì với những anh chị khách hàng nào mà ở tỉnh nhá, các bạn sẽ bỏ ra tối thiểu là 211 triệu đồng, Hà Nội là 240 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 228 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại nhé, với trả góp bản Luxury ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 211 triệu, Hà Nội là 240 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 228 triệu đồng với bản 1.4 bản Luxury. Tiếp theo chúng ta sang phiên bản thứ ba của Kia Seltos, đó là phiên bản Deluxe. Cũng là phiên bản trước mắt quý chị các bạn đây. Thì với phiên bản Deluxe này, hiện tại thì các bạn đang có mức giá xe đang là 609 triệu đồng quý chị các bạn ạ. 609 triệu đồng phiên bản Deluxe. Với phiên bản này, nếu như lăn bánh ở tỉnh, quý khách hàng chúng ta sẽ bỏ ra là 670 triệu đồng để lăn bánh ở tỉnh. Lăn bánh Hà Nội sẽ là 702 triệu đồng. Lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 692 triệu đồng. Đó là mức giá lăn bánh, em xin nhắc lại, với Kia Seltos bản Deluxe ở tỉnh là 670, ở Hà Nội là 702 và Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ là 692 triệu đồng. Tiếp theo phương án trả góp phiên bản 1.6 phiên bản 1.4 bản Deluxe này, ở tỉnh quý các bạn chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 195 triệu đồng. Ở Hà Nội là 225 triệu đồng.
ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 213 triệu đồng là anh chị đã có thể lăn bánh được rồi. Phiên bản 1.4 bản deluxe bạn nhé các bạn nhé, bản thấp nhất em xin lại này. Ở tỉnh là 195, Hà Nội là 225 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 213 triệu đồng. Với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp ấy thì quý vị chúng ta cần chuẩn bị những cái hồ sơ rất là đơn giản thôi. Đặc kể cả trong cái thời điểm dịch này các bạn chỉ cũng chỉ cần chuẩn bị đó là chứng minh thư, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn. Còn nếu anh chị nào chúng ta không có đăng ký kết hôn thì chúng ta cần một cái giấy xác nhận độc thân và anh chị chúng ta đã có thể là mua trả góp về cái dòng xe Kia Seltos này rồi. Hồ sơ thì tại thời điểm này bên phía đại lý, bên phía ngân hàng cũng chỉ xét duyệt cho quý vị các bạn thông qua chỉ cần hình ảnh thôi và xét duyệt qua thông qua online hết. Có nghĩa rằng chúng ta cũng không phải mất bất cứ một cái vấn đề gì là đi lại nhiều trong cái thời điểm dịch như này. Đó là về phương án trả góp quý vị các bạn nhé. Còn về vấn đề giao xe của Kia Seltos thì có nghĩa là cũng rất là nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm. Thì vì đây là một cái dòng xe hiện tại cũng rất là hot. Mình cũng thấy hiện tại thì Kia Seltos có khả năng là hiện tại đây là dòng xe duy nhất trên thị trường không có chương trình giảm giá, mà mức giá áp, mức giá lăn bánh sẽ tính ngay bằng mức giá niêm yết ngay từ thời điểm đầu nhà máy công bố đó. Mà thực sự khách hàng chúng ta nếu muốn lấy về cái dòng xe này thì hầu như là các bạn chúng ta đều phải ký chờ hết đấy. Cái thời điểm ra mắt, thời điểm giao xe nó cũng tùy thuộc vào từng đại lý và tùy thuộc vào từng thời điểm. Thì nếu các bạn mà muốn đang lăn tăn về cái vấn đề giao xe, đã từng tìm hiểu rồi, chốt về Kia Seltos rồi, thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để các bạn có thể nhận được cái thời điểm giao xe một cách chuẩn xác nhất. Còn hiện tại thì màu xe thì cũng đang có các sự lựa chọn cho quý vị các bạn. Ví dụ như là màu đỏ trước mắt các bạn đây. Màu đỏ của những cái dòng crossover trong mấy hạng B này thường nó sẽ là đầu màu đỏ nó hơi thẫm một chút chứ không phải là màu đỏ mận như cái dòng hạng C, hạng D quý vị các bạn ạ. Ngoài ra chúng ta có màu đen cũng là màu cũng rất là phổ thông, hoặc màu trắng. Trắng, đỏ, đen là ba màu phổ thông nhất của cái dòng xe này. Và số lượng xe giao thì sẽ tùy từng đại lý, mình cũng đã nhắc lại rồi. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có kế hoạch lấy về cái dòng xe này thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cả số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể nhận những cái chương trình báo giá, chương trình về quà tặng đến từ trực tiếp từ bên phía đại lý dành cho các bạn tại thời điểm mà anh chị chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Tokavn. Xin chào.